giật mình với gương mặt nhọn hoắt của Long Bi, thành viên hội bạn thân một thời với Linh Ca. Còn nhớ hồi năm 2017, nhóm bạn Linh Ca, Long Hoàng, Chi Bé và Long Bi tên thật là Vũ Đức Long, sinh năm 2002, chính là dàn hát tin nổi dần dần và gây chú ý trên mạng xã hội. Ở thời điểm đó, nhóm hát tin này cũng nhận được không ít ý kiến trái chiều. Và ba năm sau, dù vẫn chưa có hoạt động nghệ thuật nổi trội, nhưng sự thay đổi vẻ ngoài của họ lại vô cùng rõ ràng. Thậm chí nếu không nói trước, có lẽ không nhiều người nhận ra các thành viên này của nhóm ở hiện tại. Thật khó mà nhận ra Long Bi trước đây và hiện tại nhỉ. Tại thời điểm là hát tin, Long Bi đang học cấp 2, có gương mặt tròn, mắt một mí khá đáng yêu. Còn ở hiện tại cậu bạn sở hữu chiếc cằm nhọn hoắt khác lạ, mắt hai mí và chiếc mũi thon gọn nhưng lạ lẫm. Bên cạnh đó cách ăn mặc và gu thời trang của Long cũng ít nhiều thay đổi. Long Bi và Linh Ca hồi 2017. Long Bi hiện tại. Nhan sắc mới của Long Bi khiến dân tình một lần nữa xôn xao bàn tán. Có người khen ngợi sự lột xác của cậu bạn, nhưng nhưng cũng có người không nhận ra hát tin năm nào. Không biết đây là kết quả của can thiệp giao kéo hay là sử dụng các áp chỉnh ảnh để thay đổi diện mạo. Cùng lắng nghe một số bình luận của dân mạng về ngoại hình của Long Bi nhé. Nhấn nút subscribe để luôn nhận được những tin mới nhất.